Thế còn với thầy trò các tỉnh miền Trung, khi mà những cơn lũ dữ vừa đi qua, chẳng có meeting hay lễ kỷ niệm nào đặc biệt trong dịp này, thay vào đó là hình ảnh các thầy các cô đến từng nhà gặp từng phụ huynh để vận động các em sớm trở lại trường học sau bão. Giữa bộn bề khó khăn nguy hiểm, những người thầy vùng cao Quảng Nam vẫn luôn ngời sáng tình yêu nghề yêu trò. Ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngay trong sáng nay, ngày 20 tháng 11, tại huyện Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Trà Leng. 3 tuần sau những trận lũ quét kinh hoàng, hậu quả đến nay vẫn chưa thể khắc phục hết. Đây là những gì còn lại. Sách vở, áo quần đồng phục được các thầy cô đưa lên nơi cao giáo. Phải chuẩn bị mọi thứ đến ngày đón các em trở lại trường. Nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhiều học sinh vẫn đến trường, dù trường vẫn chưa thể dạy học. Từ nhà đến trường này có rất là nhiều điểm sạt lở nha, cho nên là các bạn khi đi về hoặc là đi hay trong quá trình đi về là phải có ba mẹ xuống đây để dẫn các bạn về, mới thầy cô mới cho về, chứ còn không là các bạn không được tự đấy chỉ một mình nha. Ở cái vùng cao Nam Trà My, đặc biệt là cái xã Trà Leng này, các em được bình an, được khỏe mạnh sau những cái trận sạt lở đất đến thăm thầy cô giáo, thăm lại cái ngôi trường của mình. Mặc dù là ở xung quanh đây rất là hoang tàn thế này, nhưng các thầy cô giáo cũng rất là vui rồi. Và đây cũng là niềm vui của những người làm công tác giáo dục ở miền núi. Hai em học sinh này đã mất cả cha lẫn mẹ. Suốt 3 tuần qua, thầy cô giáo cũng chính là cha, là mẹ, cùng vui, cùng buồn, cùng giúp các em tiếp tục học hành. Đang rối quá, nên là học sinh vắng rất là nhiều. Tụi em phải đi vận động từng học sinh. Hiện nay là tỷ lệ các em ra lớp thế nào cô? Nói chung là đạt chưa tới 20-30% anh. Ngày 20 tháng 11, nhiều ngôi trường ở vùng lũ vẫn ngập chìm trong bùn đất. Dù chưa thể đi học, nhưng các em vẫn đến thăm thầy cô. Đây là món quà lớn nhất với các giáo viên trong ngày hôm nay. Vâng, đó là những niềm hạnh phúc nhỏ bé mà giản dị của những thầy cô giáo vùng cao cũng chia sẻ tại lễ tuyên dương 99 nhà giáo trẻ tiêu biểu vào tối qua tại Hà Nội. Một thầy giáo tại huyện miền núi Tuần Giáo của tỉnh Điện Biên cũng có nói như thế này: đến trường thấy các em đi học, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Xin được bày tỏ sự biết ơn và kính chúc các thầy cô thật là nhiều sức khỏe để có thể tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp chồng người ý nghĩa và cao quý.